có muốn tặng bài này cho ai? Tặng cho ba mẹ. Bây giờ con Giang con chào cô chú cái nha, con đã xếp bắt nhạc xong rồi. Quý vị ơi, con chào bắt tay thật lớn cho Lê Hoàng Minh Duy. Chết nè, đứng yên lại chỗ đi. Rồi, con